Suzuki Hustler hiện đã là cái tên không còn xa lạ tại thị trường Nhật Bản. Trên thực tế, đây là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Suzuki ở thị trường Nhật Bản. Để duy trì sức hút của mẫu xe này, hãng Suzuki mới đây đã tung ra Hustler 2023 ở thị trường nội địa. Ở phiên bản mới, mẫu xe cây ca này không thay đổi nhiều trong thiết kế nội ngoại thất, mà tập trung nhiều hơn vào màu sắc cũng như trang bị an toàn. Theo đó, Suzuki Hustler 2023 được bổ sung 5 màu sơn ngoại thất mới, bao gồm cam nóc be, xanh kaki nóc be, xanh dương nhạt nóc be, vàng nóc be và trắng nóc xám. Tổng cộng, mẫu xe này có 13 tùy chọn màu sắc ngoại thất. Ngoài ra, hãng Suzuki còn thay đổi màu của cản trước trên mẫu xe hộp diêm này. Trước đây, cản trước của Suzuki Hustler được sơn màu tương tự thân xe. Tuy nhiên, sang phiên bản mới, cản trước của xe sẽ được sơn màu tương ứng với nóc. Điều này giúp khách hàng có thể cá nhân hóa chiếc xe của mình dễ dàng hơn. Thay đổi tiếp theo của Suzuki Hustler 2023 là cần gạt nước ngắt quãng, có thể cài đặt được thời gian. Bên cạnh đó, xe còn có thêm hai tính năng an toàn tiêu chuẩn mới là hệ thống kiểm soát hành trình, thích ứng ở mọi giải tốc độ và hệ thống ngăn chạch làn đường. Đặc biệt, Suzuki Hustler 2023 có thêm phiên bản mới mang tên G style 2. So với các phiên bản còn lại, G-Style 2 có những chi tiết ngoại thất mạng chrome riêng như lưới tản nhiệt, viền đèn sương mù, tay nắm cửa và tem chữ nổi Hasler trên nắp capo. Bên cạnh đó là logo G-Style trên cửa cốp và viền màu xám titan bao quanh bảng đồng hồ, cũng như màn hình thông tin giải trí. Chưa hết, Suzuki Hasler 2023 phiên bản G-Style 2 còn được trang bị hệ thống điều hòa tự động, đi kèm lọc không khí nano X và kính chống tia cực tím, cũng như tia hồng ngoại xung quanh xe cuối cùng là những trang bị tùy chọn dành cho Suzuki Hustler 2023 như đèn pha LED, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, Bluetooth, camera 360 độ và anten GPS. Tương tự phiên bản cũ, Suzuki Hustler 2023 vẫn có kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 3.395mm, chiều rộng 1.475mm, chiều cao 1.680mm và chiều dài cơ sở 2.460mm trong khi đó, ngoại thất được thiết kế vuông vắn, theo phong cách SUV với viền bằng nhựa màu đen bao quanh thân xe. Khi mua Suzuki Hustler 2023, khách hàng Nhật Bản có thể chọn một trong hai loại động cơ. Đầu tiên là hệ chuyển động hybrid, bao gồm máy xăng 3 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 658 cc, kết hợp với motor điện, tạo ra công suất tối đa 48 mã lực. Thứ hai là hệ chuyển động hybrid với máy xăng 3 xi lanh, tăng áp, dung tích 658 cc và mô tơ điện, tạo ra công suất tối đa 63 mã lực. Dù ở phiên bản nào, Suzuki Hustler 2023 cũng dùng hộp số biến thiên vô cấp CVT. Bên cạnh đó, xe còn có hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Tại thị trường Nhật Bản, Suzuki Hustler 2023 có tổng cộng 6 phiên bản với giá giao động từ 244 đến 323 triệu. Dự kiến, xe sẽ bắt đầu được bán ra vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Với sự xuất hiện của phiên bản mới, Suzuki Hustler dự kiến sẽ tiếp tục bán chạy. Trong tháng 4, mẫu xe này đã đạt doanh số 6.690 xe, đứng thứ 10 trên toàn thị trường Nhật Bản. Xe cộ